là Đinh Thị Như Quỳnh. Tôi đã có 18 năm gắn bó với đua xe đạp. Tôi là một người phụ nữ nhỏ bé, nhưng bằng niềm tin, bằng ý chí và sự cố gắng, tôi đã làm được những điều lớn lao. Lỗ Sơn là một xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Nhân dân Lỗ Sơn sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, với 82% là đồng bào dân tộc Mường, dân tộc Kinh chiếm 14%, còn lại 4% là dân tộc Thái. Đinh Thị Như Quỳnh sinh ra và lớn lên ở xã Lỗ Sơn, trong một gia đình dân tộc Mường thuần nông. Ngay nhỏ, Quỳnh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ rời khỏi vùng đất này. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô phải làm đủ thứ việc để đỡ đần bố mẹ. Bước ngoặt cuộc đời đến với Quỳnh vào năm cô học lớp 10. Từ một giải về xã cấp huyện, Quỳnh được phát hiện và biết đến thể thao. Tôi bắt đầu biết về môn xe đạp địa hình của xe đạp Việt Nam. Và tôi đã được thầy bên tỉnh Hòa Bình đã giới thiệu bắt đầu từ Điền Kinh. Trong một lần đi tuyển sinh một cái giải Việt dã ở tại huyện Tân Lạc, thì anh em phát hiện ra Quỳnh. Lúc đấy thì là Quỳnh đang học, là học sinh lớp 10 và ở trọ tại xã Tử Nê. Thì cơ thể ở tại cái giải thi đấu đấy thì Quỳnh có thể lực rất tốt, nhưng mà thể hình của Quỳnh thì rất là nhỏ bé. Thời điểm đó, cô gái nhỏ bé ấy hiểu rằng thể thao sẽ là con đường tốt nhất để thay đổi cuộc sống. Theo học tại trường năng khiếu thể thao tỉnh thì bố mẹ sẽ bớt được gánh nặng, được nuôi ăn học, thậm chí còn có tiền lương nữa. Thế là cô gái lớp 10 khăn gói lên tỉnh tập luyện, dù không tránh khỏi những lo lắng của gia đình. Bố mẹ nghèo, không có cái gì. Thì tôi quan cứ đấy, Quỳnh cũng bảo là thôi bố mẹ không phải lo, thì đi về thể dục thể thao chắc trên người ta lo hết rồi. Thì thôi bố mẹ cũng không có cái gì, cũng yên tâm để con nó, thôi cứ để cho con nó đi. Thì con nó đi là nó lại vừa học lại vừa tập xe đạp. Những ngày đầu làm quen với nội dung băng đồng là những tháng ngày khó khăn và vất vả với Như Quỳnh. Thân hình nhỏ bé, còn phải giữ thăng bằng trên địa hình khó khăn, không thể tránh khỏi những sự cố. Mới bắt đầu vào xe đạp ấy, tôi ngã và có lúc ngã về bị chấn thương đầu gối, rồi có lúc về thì khóc nản chí, nhưng sự quyết tâm của mỗi vận động viên, của bản thân tôi đã đặt mục tiêu cho cá nhân mình càng ngày càng phải cố gắng để có cái ước mơ, cái hoài bão của một vận động viên. Bố mẹ thấy con về dứt hết những cái đầu gối ấy, nghe thấy con xót cho con lắm, thì cũng bảo con thì cứ yêu nghề như thế thì bố mẹ cũng chả biết nói thế nào, thì rất xót. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Quỳnh đã đứng dậy từ sau những lần vấp ngã để cho thấy quyết tâm cao độ của mình. Thời điểm 2007, đội xe đạp Hòa Bình mới thành lập được một năm. Cơ sở vật chất cũng như huấn luyện viên chuyên môn còn thiếu, nên nhận được nhiều sự giúp đỡ từ xe đạp Hà Nội, đồng thời cũng là nơi kết hợp tuyển quân cho Hà Nội. Năm 2008, 4 tháng sau khi tập cho Hòa Bình, Quỳnh được tuyển chọn lên Hà Nội, lên tuyển quốc gia. Đến một môi trường mới, Quỳnh lại gặp những thử thách mới. Đợt đó thì có nhiều vận động viên xuất sắc hơn Đinh Thị Như Quỳnh. Trong cái thời điểm đó thì Đinh Thị Như Quỳnh vào đội thì có rất nhiều người nhận xét là Đinh Thị Như Quỳnh cái khả năng phát triển không được tốt. Nhưng mà qua rất nhiều năm em Đinh Thị Như Quỳnh nỗ lực cố gắng thì em đã khẳng định được. Thực sự môn xe đạp địa hình thì tố chất đó là rất quan trọng. Nhưng mà ngoài cái tố chất ra còn cái sự cần cù chịu khó. Em Đinh Thị Như Quỳnh lại bù lại được cái sự cần cố chịu khó, em ấy rất là chịu khó và quyết tâm trong tập luyện. Khi tôi bước vào chuyên nghiệp của xe đạp thì tôi đã được thầy Nguyễn Đăng Sơn đã dẫn dắt và chỉ cho những cái kinh nghiệm
về trên đường đua và cũng giống như giáo án mà thầy đưa ra để tôi hoàn thành sự ý chí và quyết tâm để bắt đầu trở thành vận động viên thi đấu kỹ thuật và thể lực. Thì tôi cũng cái khó khăn đầu tiên là phải có sức khỏe và có những cái tố chất vượt trội cho bản thân mình. Vượt qua những nghi ngại ban đầu, Như Quỳnh ngày càng khẳng định được khả năng, nghị lực và tố chất của mình. Dần dần, Quỳnh trở thành một trong những tay leo đèo cự phách của xe đạp địa hình nữ Việt Nam. Và cũng chỉ cần có 2 năm kể từ khi lên tuyển, Như Quỳnh đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên trong sự nghiệp. Đó là tấm huy chương vàng nội dung băng đồng Olympic tại SEA Games 26 ở Indonesia. Đáng tiếc là năm 2015, nội dung băng đồng không được đưa vào danh sách thi đấu của SEA Games. Đó cũng là lúc Quỳnh nghĩ đến hạnh phúc của mình, lập gia đình và thực hiện thiên chức làm mẹ. Trong thời gian lập gia đình và sinh con rồi thì cái khoảng thời gian đấy thì cảm thấy khó khăn nhất là về sức khỏe. Và khi đã trở lại thì phải xa con và xa gia đình. Cũng vì đam mê và cũng rất là thương con mà thỉnh thoảng chỉ có gọi video và những thời gian mà thi đấu xong thì tranh thủ về thăm con 1-2 ngày rồi. Nhưng mà con là cái điểm động lực lớn nhất để tôi có thể vượt qua những cái kỳ SEA Games và những cái thành tích đáng kể thì bây giờ. Nhanh chóng trở lại sau khi sinh con, Quỳnh lại đứng trước một ngã rẽ mới của sự nghiệp, chia tay đội Hà Nội và đầu quân cho đội xe đạp BYC Bình Dương. Cuộc sống nơi vùng đất mới, môi trường mới, một lần nữa thử thách nữ quơ sinh năm 1992. Và thêm một lần nữa, Quỳnh đã chiến thắng, tiếp tục khẳng định tài năng của mình để trở thành nhân tố hàng đầu, mang về những thành tích xuất sắc cho xe đạp Bình Dương. Vào thời điểm con của Quỳnh vừa tròn được 1 tuổi, thì Quỳnh đăng ký vào đội xe đạp nữ BYC Bình Dương cuối năm 2015. Quỳnh là một vận động viên rất là chịu khó, cần cù và cực kỳ có trách nhiệm trong công việc của mình. Vì Quỳnh đã có con mà vẫn tham gia xe đạp thì cái ý chí của em rất là cao. Một mặt thì cũng giống như mình phải lo cho gia đình để có cuộc sống tốt hơn. Một mặt là em là một thành viên có trách nhiệm. Thì ở em đã có nhiều cái động lực để tạo cho em được cái thành tích tốt ở những cái giải thi đấu. Sở trường của Quỳnh là địa hình, nhưng từ khi thi đấu cho Bình Dương, cô chuyển sang cả nội dung đường trường. Quỳnh vẫn xuất sắc trên đường đua cho đến năm 2022, khi tham dự giải xe đạp nữ Bình Dương, mới thấy Quỳnh nghị lực đến như thế nào, nén đau thương để giành áo vàng cho người cha quá cố. Bắt đầu thi đấu vào ngày thứ hai, mà trong cái giải BYC thì hẳn 10 ngày. Thì trong khi đó tôi biết tin bố mất, thì lúc đó cảm giác là mình không thể tiếp tục được nữa. Nhưng mà lúc đấy là tôi cũng nghĩ là chắc là bố sẽ phù hộ cho con gái, và cái sự quyết tâm để mang về cái áo vàng danh giá năm 2022 là đổi cái sự hy sinh của mình. Cũng trong năm 2022, vượt qua những đau thương, Quỳnh đặt quyết tâm giành thành tích cao tại SEA Games tổ chức trên quê nhà. Đã tham dự nhiều kỳ SEA Games, đã từng giành tới 2 huy chương vàng ở SEA Games 26 và 30, tổ chức tại Indonesia và Philippines. Nhưng với Quỳnh, SEA Games 31 tại Việt Nam vẫn là đặc biệt nhất. Đó là lúc cô được thi đấu trong vòng tay của các khán giả yêu thương, là lúc thể hiện được bản thân mình trước mẹ, để mẹ thấy rằng cô gái đinh tiễm như Quỳnh nhỏ bé ngày nào đã lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Và Quỳnh đã làm được để một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang. Cái kỳ SEA Games 2022, mẹ đã chứng kiến tôi thi đấu tại quê hương, thì cái cảm xúc mẹ rất là hạnh phúc, và mẹ còn nói với tôi là mẹ rất là tự hào về con gái thi đấu, và mẹ thấy con
rất là vất vả, nhưng mẹ cũng chỉ động viên là con ơi cố lên, và mẹ vừa xem vừa khóc. Lúc đấy mình cảm thấy là tôi phải quyết tâm cao và mang về những cái thành tích, mang về những cái vinh quang cho thể thao Việt Nam. SEA Games đợt trước có nhiều cả họ hàng đi cổ vũ cho Đinh Thị Như Quỳnh, con gái út của mẹ. Sướng lắm, cả nhà mà mẹ rất vui sướng, thấy cả làng, cả cũng vùng ở chỗ đấy thì hô cứ Việt Nam cố lên, thì thấy con như thế thì mẹ rất mừng, tự hào con nhiều lắm. Rất nhiều lần, người con xuất sắc của Hòa Bình lập kỳ tích trên các đấu trường thể thao. Đinh Thị Như Quỳnh, tuy nhỏ bé nhưng ý chí không hề nhỏ. Và để nói về con người của Quỳnh, nỗ lực của Quỳnh, có lẽ người đưa ra những nhận xét chính xác nhất phải là huấn luyện viên, người thầy cùng đồng hành qua những thất bại lẫn vinh quang. Tôi làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia được khoảng đến năm nay là 14 năm. Thì ở trên đội tuyển có hai em tôi đã để ý, em Đinh Văn Linh và Đinh Thị Như Quỳnh. Những em này thì đi tập thì trong quá trình hơn chục năm đi làm việc thì chưa bao giờ biết trong quá trình tập luyện là kêu mệt hay là kêu khó khăn hay vất vả cái gì cả. Em mới tập luyện chỉ là cố gắng làm sao hết buổi tập để hoàn thành giáo án thật tốt. 18 năm đồng hành cùng đua xe đạp, chẳng ngại nắng mưa gian khổ, Quỳnh chưa bao giờ hối hận với lựa chọn của mình. Thể thao đã mang lại cho Quỳnh những điều tuyệt vời nhất, và cô cũng mong muốn sẽ truyền được ngọn lửa đam mê này, nhiệt huyết này cho các thế hệ đàn em. Sức khỏe và tuổi tác của tôi đến hiện tại bây giờ cũng khá là cao, vì các em càng ngày càng phát triển, và bản thân tôi cũng mong muốn các em sẽ tiếp tục và nối tiếp tôi để mang về những cái vinh quang cho thể thao Việt Nam. Mục tiêu của tôi trong tương lai là sẽ trở thành huấn luyện viên để dẫn dắt các vận động viên và học trò của tôi, những cái vận động viên tài giỏi hơn tôi và hơn nữa.